Quân đội Australia đang có ý định thay thế 47 chiếc trực thăng quân sự đa năng Taipan do Airbus thiết kế bằng 40 trực thăng UH-60 Black Hawks của Lockheed Martin với tổng giá trị hợp đồng xấp xỉ 4,8 tỷ đô la Mỹ. Giải thích về động thái này, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết phi đội Taipan không đáp ứng được yêu cầu hoạt động. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton nhấn mạnh trực thăng Black Hawk có chi phí vận hành rẻ hơn, giúp Australia sở hữu năng lực phối hợp tốt hơn với Hoa Kỳ trong bối cảnh khu vực tiềm ẩn nhiều bất ổn. Số lượng y tá trên thế giới đang sụt giảm nhanh chóng khi biến thể Omicron lây lan rộng và các nước phương Tây phải tuyển dụng nhân viên y tế từ châu Phi và các nước nghèo hơn. Giám đốc Hội đồng Y tá Quốc tế Howard Carton hôm qua cảnh báo rất nhiều y tá đang bị kiệt sức vì đại dịch COVID-19 và tỷ lệ muốn bỏ việc trong một năm qua đã tăng lên 20-30%. Ít nhất 115.000 y tá đã thiệt mạng vì COVID-19. Trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, thế giới đã thiếu hụt khoảng 6 triệu y tá và khoảng 4,75 triệu người sẽ nghỉ hưu trong vài năm tới. Theo báo cáo mới của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi, số ca tử vong bất thường ở nước này đã tăng gấp đôi trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan nhanh. Tuy nhiên, Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi cho rằng đây vẫn là con số tích cực, bởi số ca tử vong bất thường hiện nay ít hơn gần 8 lần so với đỉnh của làn sóng dịch thứ hai, thời điểm Delta là chủng virus thống trị. Ngoài ra, chỉ 1/3 số bệnh nhân COVID-19 nhập viện trong thời gian qua là có triệu chứng nặng, cho thấy biến thể Omicron sẽ không nguy hiểm như những chủng trước đó.